Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và mình là người lạ à, cũng đã lâu lắm rồi thì mới gặp lại nhau. Thì ngày hôm nay mình có một số đồ chơi mới mình muốn làm video giới thiệu đến với các bạn. Thì ở đây mình đang có một cái loại dụng cụ để hỗ trợ chúng ta quay video. Bản thân mình thì cách đây cũng vào tầm khoảng năm 2016 thì mình cũng có làm kiểu quay video dịch vụ, những cái video nhỏ vớ vẩn thôi. Sau này thì mình cũng không làm nữa. Ngày hôm nay mình có ở đây là một cái thanh slider, và chúng ta vẫn nói nó bằng cái tên tiếng Việt, đó là thanh trượt slider. Thì bản thân mình là người rất là thích những shot quay từ slider, tại vì những shot quay mà chúng ta ví dụ chỉ cần quay ngang này, chỉ cần đẩy máy từ ngang phải trái phải này, nó cho cảm giác rất là khác biệt khi mà chúng ta đặt chốt chân máy ở một chỗ và rồi thì để góc lia như này, để máy ở một chỗ và lia như này, cảm giác hình nó không được thú vị bằng, nó không được đẹp bằng, nó không được kiểu như là cuốn hút mắt bằng cái việc là chúng ta liêng ngang cái này, tại vì có gì đó nó khác biệt hơn khá là nhiều. Có nhiều người thì chọn cách đó là họ quay video 4K, họ quay chứ không phải chụp, quay video 4K sau đó thì khi mà dựng lên ấy, người ta sẽ scale vào một chút rồi xong rồi người ta dùng Premiere chẳng hạn, người ta đẩy trái sang phải, đẩy phải sang trái thì nó cũng sẽ cho một chút hiệu ứng, tuy nhiên thì nó cũng chỉ là một cái để giải quyết tức thời thôi. Còn lại khi mà chúng ta cần những shot quay xịn, những shot quay mà đặc thù kiểu như kiểu là zoom kiểu dolly ấy, thì chúng ta buộc phải dùng đến những cái slider hoặc là dolly kiểu như là rất là cồng kềnh. Thì ngày hôm nay mình có một cái slider, lâu lắm rồi mình mới có slider, tại vì năm 2016 mình có mua một cái slider thì nó như thế này, bây giờ mình vẫn giữ. Thì đây là một cái slider hồi đó mà mình mua. Thì như các bạn có thể biết ấy, thì hồi trước ấy, slider truyền thống nó là dạng kiểu rất là dài, ví dụ có loại dài 1m2 thậm chí hơn nữa dành cho tùy mục đích. Nếu dài 1m2 như vậy, cái thời điểm đầu slider truyền thống nó theo kiểu là chúng ta cần hai cái tripod, chúng ta dựng hai tripod hai bên như này và slider đặt trên hai tripod đó để chúng ta đẩy máy ở giữa. Về sau thì nó chỉ có một chốt ở giữa thôi, chúng ta đặt một cái tripod thôi là đỡ được cả slider. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải có một cái gì đó nó cân bằng lại, tại vì khi mà chúng ta đẩy máy sang một bên, tripod đây, đẩy máy sang một bên này thì nó bị nghiêng sang một bên ấy, thì nó cũng khá là bất tiện. Rồi thì dần dần slider nó được giải quyết bằng nhiều cách. Ví dụ như cái slider mình mua năm 2016 này thì nó hồi đấy nó cũng là một cái slider với thiết kế tương đối hiện đại rồi và nó cũng khá đắt. 2016 mình mua cái này với mức giá khoảng 4 triệu mấy. Thì đây là cái slider ngày đó mình mua. Như bạn thấy thì nó khá là ngắn thôi, chắc đâu đó tầm khoảng 60 phân, 60 phân. Thì cái cách giải quyết của nó thì khi chúng ta đặt máy lên như này, chúng ta đẩy thì máy ở đây đúng không? Máy ở phía này. Khi chúng ta đẩy tiếp thì chúng ta hình dung là ví dụ như là đây là cái tripod này. Khi chúng ta đẩy thì nó sang bên này được là max này, sau đó nó đẩy tiếp thì nó sang được bên này nữa. Tức là các bạn hình dung khi mà biên ở bên này thì nó đặt như thế này rồi, tripod vẫn ở cái vị trí tay trái mình, biên ở bên này thì chúng ta đẩy tiếp thì gần như là nó đạt được gấp đôi cái chiều dài của chính cái slider này. Thì đây là cách thiết kế mới, nó cũng giúp cho chúng ta tiết kiệm được cái diện tích khi mà chúng ta sử dụng cái tripod này, cũng như là nó sẽ có một cái ưu điểm khá là lớn khi mà chúng ta hình dung. Ví dụ đây là một cái tripod bình thường, khi mà chúng ta đẩy từ bên này, đẩy từ các bên này, nếu mà đẩy ngang máy hướng về đằng trước này, góc nhìn như này, đẩy này thì không sao, nhưng mà nếu mà chúng ta đẩy dọc thì đẩy như này chẳng hạn, khi mà máy chúng ta để ở đây, chúng ta hướng máy về một cái hướng như này, ví dụ khi mà hướng máy nó đẩy về phía này không sao, nhưng khi chúng ta lùi lại một chút ấy, thì rất có thể là trong khung hình của chúng ta bị vướng vào cái phần đầu của cái slider này. Thì đấy là cái nhược điểm của slider truyền thống. Nếu như mà tính về thời điểm bây giờ ấy, những cái slider mới nó thường thiết kế theo dạng này khá là nhiều. Và cái dạng này nó cũng có ưu điểm mà mình cũng đã nói ngay bên trên rồi, đó là nó giúp cho chúng ta tiết kiệm được diện tích mà nó cũng không quá nặng nề. Thế nhưng mà bây giờ mình có một cái slider của năm nay nó rẻ hơn là ngay cả năm 2016, tức là 4 triệu năm 2016, tính đến bây giờ giá tiền nó trượt giá thì nó là một số tiền rất là lớn. Bây giờ mình có cái slider này ở đây chỉ có hơn 3 triệu mà nó thực sự rất tuyệt vời. Đây là cái slider tên là Micro 2 đến từ Japan. Thì Japan này là một công ty của Trung Quốc, thì tất cả vật liệu này của những cái thương hiệu là của Trung Quốc cả thôi. Japan nghe đâu là phó CEO của Japan là từng là phó chủ tịch của Jizun ấy. Thì đây mình có cái slider như vậy, thực ra mình lấy ra mình dùng rồi, nhưng mà lại phải đút lại trong hộp cho các bạn cùng xem. Cái slider nó như này, rất là bé, rất là nhỏ gọn, và theo như thông số thì cân nặng của nó rơi khoảng là 1,1 cân. Như bạn nhìn thấy, thậm chí nó còn chưa dài bằng một cái phần cánh tay mình. Đây kiểu như này. Đấy, rất là nhỏ gọn như này, chúng ta mang đi rất dễ. Bên trong này còn có túi đựng nữa, nếu các bạn cần, ví dụ như chúng ta cần đựng nó vào trong ấy, thì đây có một cái túi của Zippin, chúng ta đựng vào, rút nó một phát và để nó vào trong ba lô rất dễ dàng luôn. Thì đó, bên trong này còn có nữa là một cái lục lăng với một vài con ốc thay. Rồi, thì đây chính là cái slider ngày hôm nay. Nó cũng thiết kế theo cái dạng như vậy, tức là chúng ta hình dung là ví dụ như là mình đặt cái
tripod ở phía này. Thì khi mà đẩy ấy, thì một bên nó sẽ đẩy về phía bên này. Đó, nó sẽ lệch hẳn sang một bên như này, và đẩy tiếp thì nó sẽ tiếp tục nó đẩy sang bên này. Thì chúng ta sẽ có một cái chiều dài của cái phần này, nó rơi vào khoảng là 30 ba mấy phân. Và khi mà kéo ra hết cỡ thì nó giúp chúng ta di chuyển ở quãng đường rơi vào khoảng là 54 phân. Tức là gần gấp đôi cái chiều dài này nó có. Thì khoảng đó là khoảng khá là ok rồi, mình nghĩ là nó cũng đủ cho hầu hết các cái mục đích bình thường. Những khoảng mà chúng ta cần đẩy dài hơn ấy, thì chúng ta lại cần đến những cái slider nó dài hơn nữa. Thì mình nghĩ đối nhu cầu mình như này là đủ. Thì đây là một cái phụ kiện chính là cái slider của chúng ta. Thì ở đây mình có thêm một cái phụ kiện nữa, nhưng mà mình nghĩ các bạn cũng nên mua cái này đi kèm, tại vì nó có nhiều tác dụng. Cái này là cái Easy Lock 2, Easy Lock. Nó thực tế là nó là một cái vật liệu bổ trợ cho chính cái này mà thôi. Thì bên trong này chúng ta sẽ có là như này. Nó đóng vai trò nó giống như là một chân máy kiểu như vậy. Mình có ở đây cái này, rất là nhỏ gọn, thật sự rất là nhỏ gọn. Nó làm nhiệm vụ như nào? Thì đây là một cái giúp chúng ta đẩy những cái thước quay ở góc thấp. Tức là các bạn hình dung khi mà đặt cái này lên một cái tripod, những cái tripod mà nó là tripod cứng, nặng và xịn ấy, thì chúng ta sẽ có cái độ cao thấp nhất của nó cũng đã rất là cao rồi. Ví dụ đây là mặt đất thì nó phải cao tầm này rồi. Thì những góc quay thấp chúng ta gần như không quay được, mà chúng ta đặt cái này ở dưới đất ấy, thì nó lại bị rung và cần một cái gì đó để giữ. Thì cái này chính là cái thay cho tripod có góc thấp như vậy. Nó thiết kế rất là hay. Đây, chúng ta đưa ra thành bốn chân như này, và rồi như thế này, bẻ nó ra. Đó, đặt nó xuống. Như vậy là chúng ta đã có một cái tripod góc thấp để mà quay. Đó, cái này chúng ta sẽ đặt lên bên trên này, và rồi đẩy, đúng không? Đó, thì bản thân cái này nó cũng có thể đóng vai trò là một cái tripod góc thấp được. Tức là chúng ta chỉ cần một cái bo head chúng ta cắm vào đây, rồi sau đó thì đặt một cái máy ảnh lên, chỉ cần để một chỗ này để quay được, không cần slider. Nó đóng vai trò là một cái tripod góc thấp cũng được. Và ngoài ra bên trong cái hộp Easy Lock này nó tặng thêm một cái bo head nữa, mà mình nghĩ cái này cũng rất là quan trọng. Tại vì khi mà chúng ta dùng một cái slider, ví dụ ngày trước mình mua slider ấy, thì mình buộc phải mua thêm một cái bo head nữa. Ví dụ khi mà chúng ta gắn máy lên đây ấy, thì khi mà gắn vào một cái plate, ví dụ gắn một cái plate lên như này, đây, gắn một cái plate, ví dụ chỉ là ví dụ thôi nha, gắn một cái plate lên như này, chúng ta đặt lên một cái máy ảnh vào đây, thì cái góc của máy ảnh nó chỉ có nằm ngang này thôi, chúng ta không làm gì khác được. Thế nhưng mà với cái bo head được tặng kèm này thì chúng ta có thể xoay các góc luôn. Ví dụ như này, chúng ta đây là góc nằm ngang này, chúng ta xoay như này thì máy ảnh nó nghiêng, thậm chí là xoay dọc như này luôn để máy ảnh có thể chụp ở phương dọc. Đó, cái này gắn đuôi máy ảnh mà. Đó, cái này là cái rất quan trọng, và nếu bạn nào đã dùng qua những cái slider rồi, các bạn sẽ biết được là khi mà mua slider chúng ta buộc phải mua thêm cái này để cho góc chụp, góc quay nó đa dạng, chứ không thể nào nằm ngang đúng một chỗ được. Đấy, thì cái này được tặng kèm với cái Easy Lock, mà cái này là cái mình nghĩ là khá là ok, mà cái số tiền bỏ ra thì nó hợp lý. Ví dụ như là ở đây cái bộ Micro 2, cái bộ slider này, mức giá mình xem là khoảng hơn 3 triệu, còn cái Easy Lock này là hơn 1 triệu. Thì đấy là một cái mức giá mà cộng tổng vào thì ngày trước mình mới chỉ mua được cái slider cũ, cái dạng mà nó có độ bền khá là kém, dây cura thì lỏng lẻo như ngày xưa. Còn bây giờ chúng ta sẽ có một bộ rất là chất lượng như này. Chất lượng như nào thì lát nữa mình sẽ mô tả sau. Nhưng mà hiện tại thì giá chính hãng của bộ này thì cũng không rẻ. Tức là giá chính hãng của cái này rơi khoảng tầm hơn 4 triệu, còn cái này khoảng hơn 2 triệu, cộng vào chúng ta sẽ mất khoảng hơn 6 triệu. Nhưng nếu các bạn mua dưới cái dạng đó là chúng ta không cần bảo hành ấy, thì mình nghĩ là mua dạng đó nó sẽ tiết kiệm hơn, tại vì mấy cái này nó chỉ là cơ thôi, nó không có điện, không có bảng mạch gì cả, thành ra chúng ta cũng không cần thiết lắm đến bảo hành. Mình nghĩ mua vậy cho tiết kiệm. Và đây là một cái slider có thể nói là thuộc cái dạng slider tốt nhất mà mình từng dùng, tại vì bên trong nó có những cái mà thứ nhất là về thiết kế nó rất là thông minh. Ở những đặc điểm như nào thì mình sẽ mô tả trong lúc mà để gần hơn. Thứ hai là bên trong cái slider này nó có những cái đặc điểm mà mình chưa gặp trên bất cứ cái slider nào khác. Ví dụ cái cơ chế trợ lực bằng chất lỏng, hoặc là nó có một cái hệ thống tự động quét bụi khi mà mỗi khi chúng ta di chuyển như này, để bụi cát nó không bị rơi vào những cái khe này, khiến cho là quá trình đẩy của chúng ta nó bị gián đoạn, vân vân. Thì bây giờ mình sẽ mô tả chi tiết để cho bạn cùng xem. Với mức giá như thế này thì mình nghĩ đây là một cái slider cực kỳ đáng mua với mức độ hoàn thiện và hiệu quả nó mang lại. Tại vì tính ra bây giờ slider đúng là nó sẽ không còn đắt như ngày xưa. Thế nhưng mà để có một cái slider với đa tính năng và thiết kế nhỏ gọn thông minh như này là gần như không có luôn. Thực sự là gần như không có luôn. Các bạn sau khi mà xem xong video này, nếu mà có thấy một cái slider nào tốt hơn cái này được nữa với mức giá tương đương hoặc rẻ hơn thì có thể recommend giúp mình. Chứ mình thấy đây là cái slider có thể nói là tốt nhất bây giờ rồi. Không thể nào mà có một cái sản phẩm nào thiết kế thông minh hơn được nữa. Tại vì trong quá trình mình sử dụng cái slider cũng như là cái thiết bị Easy Lock này, mình cảm thấy thực sự là họ bỏ rất nhiều thời gian nghiên cứu mới có được sản phẩm như này. Và cắt gọt gần như là không thừa thãi chỗ nào cả, thật sự như vậy luôn. Bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho các bạn thấy là hai cái bộ dụng cụ này nó sẽ có những đặc điểm chi tiết là như thế nào.
Và ok, bây giờ thì sẽ đến với sản phẩm chính là cái slider trước tiên. Như bạn thấy là nó khá là ngắn. Ví dụ như là tính theo găng tay ấy, thì nó chỉ khoảng bằng một găng tay rưỡi của mình. Từ đây đến đây, từ đây đến đây. Khoảng là 30 phân, ba mấy phân gì gì đó. Thì đây là một cái mà chúng ta bỏ vào ba lô rất là dễ dàng, không sợ xô lệch. Tại vì nó có hai cái chốt ở hai bên như này, hai cái chốt khóa này. Khi chúng ta ấn khóa vào như này ấy, thì phần giữa này nó không di chuyển được nữa. Muốn mở ra thì chúng ta ấn như vậy và nó sẽ có thể đẩy tiếp được. Hệ thống đẩy của cái Micro 2 này nó là một cái sợi cao su. Nó là một sợi dây cao su. Đây, những đường mà răng cưa như này, sợi dây cao su xung quanh. Và nó có hai cái bánh xe chính ở hai bên như này. Hệ thống bánh răng bên trong thì nó cũng có. Và như mình đã nói thì nó có một cái hệ thống phủi bụi. Nó là hệ thống vậy thôi chứ thực ra nó là cái miếng xốp. Nó được đặt ở phía bên trong này, ở đây nữa. Những cái miếng xốp này thì khi mà chúng ta đẩy đi ấy, thì nó sẽ tự động quét. Nó sẽ tự động quét những phần bụi bẩn bám lại ở hai bên như này. Và thực ra là nếu các bạn sờ vào chúng ta sẽ thấy hơi dầu dầu một chút. Thì có thể đó là cái phần bôi trơn. Đó. Phía mặt trên của cái slider này thì chúng ta sẽ có một cái chốt ở đây để chúng ta vặn những cái bô head vào. Ví dụ giống như cái này này. Khi mà chúng ta vặn vào ấy, thì ví dụ vặn như này đi. Đó, vặn như này. Còn cái này thì chúng ta sẽ gắn vào phía bên dưới của cái máy ảnh. Thì đến đây ấy, thì chúng ta còn có thể làm được nhiều cái. Ví dụ như là muốn thay đổi góc của máy ảnh, chúng ta chỉ cần vặn cái này ra. Đó, cái này có thể xoay tứ phía, thậm chí là xoay dọc ra như này cũng được. Đó, như nào. Và góc, ví dụ đây là để góc để máy ảnh nhìn thẳng. Và nếu mà ghé một chút thì nó sẽ nhìn chéo, thậm chí là để dọc luôn. Thì đẩy nó xuống dưới như này. Đó, chúng ta để như này. Và rồi cứ đẩy thôi. Cứ đẩy như bình thường thôi. Đó, các bạn thấy không? Cứ đẩy như bình thường. Đó, cái này là cái rất là quan trọng và cái này thì lại chỉ có đi cùng với lại bộ của cái Easy Lock này mà thôi. Nếu các bạn muốn mua ngoài nó cũng có, nhưng mà thường thường ấy, những cái này nó sẽ hơi nặng. Tức là những cái bộ head này bình thường ra được bán bên ngoài nó hơi nặng. Mà thực ra chức năng nó cũng như nhau cả thôi. Nếu mà có một cái nhẹ như này thì nó cũng đơn giản. Cái mặt trên thì là như vậy, còn mặt dưới này thì chúng ta sẽ có một cái lỗ chốt. Và cái này dùng để gắn cái plate của tripod vào. Chúng ta sẽ gắn cái plate lên bên trên như này. Và sau đó thì đẩy cả cụm này vào tripod. Về phần vật liệu làm nên ấy, thì hầu hết là nó làm từ nhôm khá là nhẹ. Và chúng ta sẽ gần như là nhìn thì cũng không gì đặc biệt lắm đâu. Thế nhưng mà cái quan trọng ấy, là hiệu quả sử dụng của nó. Ví dụ khi mà chúng ta đẩy ấy, thì nó có một cái độ trì nhất định. Tức là chúng ta đẩy nó không quá nhanh đâu. Bản thân mình rất thích nó chỉ có tốc độ bình thường như này thôi, chứ mình không muốn nhanh. Tại vì lúc nào thì lúc, nếu tốc độ nhanh quá chúng ta sẽ khó làm chủ được cái tốc độ mà chúng ta muốn. Kể cả đi xe, thậm chí là phương tiện giao thông hay cái gì cũng vậy thôi. Khi mà chúng ta đẩy chậm như này ấy, thì chúng ta sẽ làm chủ được. Tại vì chúng ta sẽ đẩy đều tay hơn. Nếu mà nó quá mượt, ấy, nó đẩy nhanh ấy, thì chúng ta sẽ hơi bị theo kiểu là lúc đẩy nhanh, lúc đẩy chậm thì sẽ không hay. Nếu đẩy chậm như này thì nó đa năng hơn. Tại vì đẩy chậm, khi mà chúng ta cần chậm nó có chậm. Nhưng nếu khi chúng ta cần nhanh ấy, chúng ta không thể đẩy tay nhanh hơn được quá nhiều. Thế nhưng mà chúng ta có thể xử lý cái đó bằng cái phần hậu kỳ. Tức là khi chúng ta dựng video chúng ta có thể đẩy nhanh tốc độ lên hoàn toàn ok. Nhưng mà một khi mà đã đẩy nhanh rồi muốn về chậm ở hậu kỳ ấy, thì nó sẽ khó hơn nhiều. Và thậm chí là nó không hiệu quả. Thì đấy, thì cái thanh này nó được chịu lực cho nên đẩy rất đều và êm. Như bạn có thể nhìn thấy mình đẩy rất đều và êm. Lát nữa mình sẽ để lại một vài footage để cho bạn cùng xem là cái mức độ êm của nó như nào. Nó có trợ lực và thành ra là với một cái trợ lực như này ấy, bản thân mình thì mình cũng nói rồi, đó là mình chưa sử dụng qua cái slider nào cho cái khả năng đẩy mà mượt mà và êm ái như này. Mặc dù đây không phải slider điện nhưng mà đẩy đúng như điện luôn. Nói đến slider điện thì hãng Japan này họ mới có một cái loại slider điện nếu bạn nào cần. Thì thực ra là bản thân mình không có nhu cầu cao quá như vậy nên mình không mua slider điện. Cái điện nó cũng giống như này, nó có một cục điện ở đây, bấm là nó sẽ tự đẩy, có điều chỉnh tốc độ 3 nấc. Đó, đơn giản thì như vậy. Còn bên này thì mình sẽ nói tiếp về cái Easy Lock. Cái này là cái rất là hay và như các bạn nhìn thấy thì nó hoàn thiện rất là đẹp. Cắt gọt là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, những đường bo, những đường cắt kim cương đều rất đẹp. Thì phía bên mặt trên này chúng ta sẽ có những cái điểm. Thì cái này ấy, thì chúng ta có thể gắn vào đây. Nó rất là phù hợp, tại vì đây có một cái lỗ để phù hợp với cái này mà. Chúng ta gắn vào, hoàn toàn vừa khít luôn, không hề bị xô lệch một tí nào luôn. Vừa đúng với nhau luôn, tại vì nó thiết kế cho nhau mà. Đây chính là mặt trên. Còn mặt dưới ấy, thì chúng ta sẽ có như này. Chúng ta sẽ có cách thiết kế là vô cùng thông minh luôn, tại vì những chân này của nó được xếp gọn vào. Khi chúng ta mở ra thì nó sẽ như này. Đó, như bạn thấy. Khi mở ra thì nó sẽ như này. Và mỗi chân này chúng ta sẽ có như này, đẩy nó ra, đẩy cái này ra. Phần này sẽ có phần cao su để tiếp đất, nó sẽ không bị trơn trượt. Đó, đẩy ra. Và chúng ta chỉ việc đặt nó lên mặt đất thôi. Đó, điều chỉnh lên mặt đất thôi. Nếu mà ở vị trí nào đó mà nó không cân bằng ấy, tức là ở cái vị trí mà đất nó gồ ghề ấy, thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng cách là mỗi cái này có thể điều chỉnh độ dài bằng cách là chúng ta vặn ra để nó dài ra một chút. Các bạn thấy không? Đó, thì nó sẽ không bị cập kênh nữa, hoàn toàn không bị cập kênh nữa. Chúng ta cứ điều chỉnh cái độ dài của cái chân này, vặn ra vặn vào thoải mái luôn.
Đó, cái này rất là tiện và thiết kế thực sự thông minh. Khi mà chúng ta không cần nữa, chúng ta sẽ gấp nó lại và đẩy nó vào đúng như càng cua đẩy vào như này. Rất đẹp đúng không? Đó, rồi thì cái bên dưới này có một cái cũng vô cùng thông minh nữa mà mình thấy là khá là ấn tượng. Ở đây chúng ta sẽ có một cái plate của chính bản thân cái này luôn. Thì khi mà để mà vặn nó ra thì ban đầu nó như này. Để mình đưa về trạng thái ban đầu cho bạn cùng xem. Khi mà xếp vào nó rất là gọn như này. Đó, để vặn được cái plate này ra thì chúng ta cần mở hai bên ra đã. Mở hai bên ra như này. Và sau đó thì có một cái phần ở đây, chúng ta sẽ xoay nó ra. Thì đó, cái plate đã được chật ra. Thấy không? Cái này đã được chật ra. Nếu chúng ta muốn kết nối hai cái này vào với nhau, chúng ta cứ đưa nó vào đúng vị trí. Đó, và dùng cái này để xoay. Thế là chặt luôn. Đó, chỉ có như vậy thôi là chặt. Và cái plate này dùng để gắn lên cái tripod. Thì khi mà chúng ta đưa vào như này thì nó cứ bị di chuyển để chúng ta xoay cái này để chốt nó vào. Đó, bạn thấy không? Rất là chắc rồi. Và ngoài ra có một cái thiết kế vô cùng thông minh nữa. Đó là chúng ta sẽ có một cái tuốc nơ vít đặt rất tinh tế ở phía bên góc đối diện này. Chúng ta lấy nó ra. Đó, cái này chính là một cái để chúng ta, nó là một cái tool được cất giấu ở một vị trí vô cùng hợp lý để chúng ta có thể vặn. Cái này cũng thiết kế nó rất là tinh tế ở chỗ đó là phía này này, nó có một cái chốt, nó có một lò xo chốt để khi mà chúng ta đẩy vào ấy thì cái phần trắng trắng này nó sẽ phù hợp với lại vị trí lõm này để nó giữ lại cho cái tua vít này nó không bị rơi ra ngoài. Khi mà chúng ta đẩy vào nó sẽ kêu tạch một cái. Đó, không rơi ra được. Cái phần xoay này ấy, nó sẽ giúp chúng ta là có thể siết chặt cái phần plate vào những phần mà kết nối. Ví dụ cái này nó sẽ dành để làm nhiệm vụ như này. Để mình tháo này ra đã. Ban đầu thì cái Easy Lock nó sẽ như thế này. Và chúng ta sẽ dùng để đặt nó lên tripod chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ cần một cái plate của tripod. Mình sẽ vặn nó tượng trưng vào thôi. Đây cái plate của tripod như này. Vặn vào, ví dụ là vặn đơn giản như này thôi. Đó, ví dụ như vậy. Thì cái tua vít này nó sẽ có nhiệm vụ đó là chúng ta sẽ kết nối chặt giữa cái plate và cái Easy Lock này. Hai phần này dính chặt với nhau. Làm cách nào? Chúng ta sẽ vặn đúng vào cái lỗ này, đẩy đúng vào đây. Bên trong này có một con ốc mà chúng ta sẽ xoáy lên. Và như thế là hai phần này được kết nối chặt với nhau luôn. Tại sao lại như thế? Tại vì khi mà chúng ta vặn vào ấy thì bản thân của cái Easy Lock này nó có một con ốc, nó sẽ đẩy lên, đẩy lên và nó đẩy chạm đúng vào đây thì hai phần này nó sẽ được dính chặt, liên kết chặt với nhau. Tại sao lại như thế thì mình sẽ tháo nó ra lại từ đầu để cho các bạn xem. Đây, thì như các bạn có thể thấy là khi mà mình ấn cái này qua lỗ ấy, thì phần dưới lỗ này nó chính là cái phần con ốc mà bị thụt xuống nãy mà mình vặn này. Khi mà mình vặn lên ấy thì con ốc đó nó sẽ được đẩy lên. Các bạn có thể để ý kỹ là con ốc đó nó sẽ đẩy lên. Nhìn thấy đúng không? Nó sẽ được đẩy lên. Đó, con ốc này này nó đẩy được lên hẳn luôn. Khi mà đẩy lên ấy thì nó sẽ ép chặt vào cái phần đệm của cái phần plate này của tripod. Thành ra là hai phần đó sẽ được liên kết chặt với nhau mà chúng ta không phải lo lắng gì cả. Thực tế ra ấy, thì cái slider micro 2 này nó có thể tải cái tải trọng an toàn của nó lên tới là 5 cân và tối đa được 8 cân. Thì đối với những cái máy nhẹ thôi thì không sao, nhưng đối với những cái máy nặng ấy thì chúng ta cần sự liên kết nó chặt chẽ hơn giữa các bộ phận với nhau. Cho nên là nó mới sinh ra là 4 con ốc phía này. 4 con ốc này nó tinh tế đến nỗi mà khi mà chúng ta hình dung, nếu mà chúng ta vặn tripod theo kiểu khác, có nghĩa là chúng ta ấn cái này vào ấy thì kiểu gì thì kiểu nó cũng vào một trong 4 con ốc này. Kiểu gì thì kiểu 4 con ốc này sẽ thay thế vị trí cho nhau. Và khi mình để vị trí này ấy, thì nó vặn phải con ốc này. Nhưng nếu mà mình đảo chiều ngược lại này thì mình vặn trúng con này. Đó, thiết kế cực thực sự là thông minh và tinh tế. Đó, và ngoài ra cái này cũng có một nhiệm vụ nữa, nhưng mà nó dành cho cái này, nó dành cho cái slider này. Thì mình sẽ cho bạn xem. Cái tool này thì nó lại chỉ có ở cái phần bên ngoài cái slider thôi, nhưng mà nó cũng có làm nhiệm vụ như vậy. Nó cũng sẽ giúp chúng ta là kết nối. Ví dụ phía dưới này chúng ta gắn nó vào cái plate đúng không? Mình cũng ví dụ cho bạn xem. Khi mà mình gắn nó vào plate ấy, thì nó sẽ như này. Và đến đây thì cái tua vít lại làm nhiệm vụ đó là kết nối, dính chặt giữa cái plate và cái thân của cái slider này bằng cách là chúng ta sẽ có hai lỗ hai bên dưới phía dưới hơi sâu này. Chúng ta sẽ ấn nó vào và xoay. Đó, và rồi thì nó dính chặt với nhau luôn. Hai cái này nó dính chặt với nhau luôn. Đây các bạn nhìn, cực kỳ chắc chắn. Không thể nào mà xê dịch gì đi được. Khi mà muốn mở ra ấy, thì nó lại cực kỳ dễ dàng. Mình mở ra và cái này lại xoay được. Đó, rất là dễ. Đây là cách thiết kế là cực kỳ thông minh. Và các bạn có thể nhìn lại ấy, thì đây mình có tới 3 con ốc. 1, 2, 3. Nó đóng vai trò y như vậy luôn. Đóng vai trò giống như mấy con ốc của cái Easy Lock luôn. Khi mà mình vặn nó bên dưới này ấy, thì nó sẽ đẩy lên bên trên để dính chặt vào. Các bạn nhìn một con ốc nhá. Thấy không? Mình đang đẩy nó này. Đó. Cái cách thiết kế này là vô cùng hay. Nó thật là mình thấy là họ chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết như này, mình đánh giá rất là cao. Đó. Đương nhiên là khi mà xong công việc rồi chúng ta lại đưa nó vào cái vị trí đây. Rất là tinh tế, vừa khít luôn. Đó, thấy không? Cực kỳ đẹp. Cắt gọt là vô cùng hoàn hảo luôn.
Có lẽ mô tả vậy thôi là cũng đã đủ để cho bạn thấy là cái bộ đôi sản phẩm này nó chất lượng như nào. Bây giờ mình sẽ lắp nó lên một cái tripod để cho bạn cùng xem. Như mình đã nói thì tải trọng tối đa của nó đạt có thể lên tới 8 cân, tức là chúng ta có những máy quay khổ lớn thì vẫn được. Và những cái máy quay bình thường ấy, thì 8 cân là thoải mái, 5 cân là trong cái phạm vi an toàn của nó rồi. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử nó lên một tripod. Tuy nhiên là mình khuyến khích là chúng ta nên có tripod nó cứng và nó chịu tải tốt một chút. Tại vì khi mà chúng ta thêm một cái phần này ấy, thì cũng đã thêm hơn 1 cân vào bộ máy ảnh của chúng ta rồi. Để mà nó có thể cân bằng tốt nhất cũng như là nó chịu tải về cái việc là nó bị lệch sang một bên ấy, thì chúng ta nên có tripod tốt. Chứ còn những cái tripod mà kiểu như là chỉ để chụp ảnh ấy thì không nên. Chúng ta nên dùng ở những tripod dành để quay phim. Bây giờ mình sẽ lắp nó lên theo từng công đoạn một để cho bạn cùng xem. Mình thì mình khuyến khích là chúng ta nên dùng cái tripod lớn như thế này. Và để bắt đầu thì mình sẽ gắn cái plate của tripod vào cái slider này. Đó, như bạn thấy thì chỉ cần vậy thôi là cái slider đã lên như thế này. Sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ cần lắp máy ảnh. Và nếu như các bạn không mua cái cục này, không mua cái cục này của EasyLock ấy, thì chúng ta cần phải mua một cái ball head kiểu như này nữa. Thì cái này nó sẽ khá là đắt và giá của một cái này cũng gần bằng giá của cái EasyLock kia rồi. Cho nên mình nghĩ là các bạn nên mua cái chân đó hơn, không nên mua cái này tại vì nó vừa nặng và nó vừa không nhiều hiệu quả bằng. Đó. Đến đây thì mình sẽ lắp nó lên máy ảnh như sau. Đó, như các bạn thấy là mình đã hoàn thành việc lắp nó lên bên trên cả tripod lẫn là cái slider. Và mình sẽ đẩy nó để cho bạn thấy là nó sẽ hoạt động như nào. Chúng ta sẽ mở cái nắp của nó ra trước. Đó, mở ra thì khi các bạn nhìn thấy là đây là cái biên ngoài cùng bên trái của phía mình, tức là bên phải của các bạn, thì nó sẽ được như này. Khi mà chúng ta đẩy khi đẩy thì biên bên này như này, nhưng mà chúng ta đẩy ra thì nó sẽ được một khoảng cách, nó sẽ sang tận bên này. Đó, đấy là khoảng cách tối đa mà nó đạt được, tức là từ đây cho đến khoảng tầm này, tức là khoảng đâu đó rơi khoảng 50 mấy phân gì đó. Đây là phương ngang, còn nếu mà chúng ta muốn phương dọc cũng đơn giản thôi. Cái bộ head rất là tiện. Đây, chúng ta chỉ việc đẩy nó sang bên này, nó sẽ chuyển thành phương dọc. Đó, chúng ta sẽ đẩy như vậy. Đơn giản đúng không? Tất cả trở nên quá dễ dàng với cái slider này. Đó, chỉ vậy thôi. Hoặc là thậm chí là góc thấp, góc cao, bất cứ góc nào các bạn muốn. Góc thấp thì góc thấp đây. Quá dễ, góc cao có luôn. Dễ không kém, thấy không? Và ngoài ra nữa, chúng ta có thể chơi góc lên xuống bằng cách là như này. Cái góc mà từ dưới lên cũng như là từ trên xuống thẳng đứng ấy, thì nó khá là khó. Tuy nhiên mình vẫn có thể đẩy tương đối dễ dàng với lại cái cách setup như này. Như bạn nhìn thấy thì mình vẫn có thể đẩy từ dưới lên trên rất là mượt. Đó, thấy không? Lên trên, thậm chí lên trên cao nữa. Đây là cái cách rất đơn giản để chúng ta sáng tác những góc máy khó. Thôi thì cũng đứng đây rồi thì mình sẽ lia thử một góc ngay tại đây để cho các bạn cùng xem về cái cách mà mình lia cũng như là footage của nó. Chúng ta hoàn toàn có thể giữ vào đây cũng được, nhưng mình thường ít khi cầm tay vào cả cái máy tại vì sợ rung động. Mình sẽ đẩy luôn bây giờ thử xem. Thật sự cái việc đẩy bằng cái slider này nó rất là mượt. Mình muốn là nó lì lì như vậy. Tại vì ít ra ấy, lì thì chúng ta còn có thể tự điều chỉnh bằng cái lực của mình được. Nhưng mà nếu mà nó bị trượt quá ấy, thì mọi thứ đều trở nên rất là khó. Và trên đây là những cái giới thiệu và hướng dẫn của mình về cái bộ sản phẩm slider mà mình nghĩ là nhỏ gọn và coi như tốt nhất thế giới bây giờ được rồi. Mức giá của nó cũng là vô cùng dễ tiếp cận. Và mình sẽ để giá, cả giá chính hãng có bảo hành lẫn là giá mức giá rẻ hơn để cho bạn cùng tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.